Rồi, xin chào mọi người, tin nóng cho mọi người đây. Thì đây là mẫu Twitter LR12. Hiện tại là bên em đang giảm giá chỉ còn 49.990.000 thôi. Đó, giá đợt này là Twitter giảm rất là sâu rồi nha mọi người. Thì hôm nay em lên cái video này là cập nhật nhanh cái mẫu Sava, mẫu Twitter LR12 này để cho mọi người tham khảo. Thì chiếc xe này nó là phiên bản mới nha mọi người, không phải là phiên bản cũ như ở đây mọi người đang thấy nè. Thì với cái phiên bản mới, chúng ta sẽ được update từ cái thắng đĩa mà sử dụng 6 ốc lên thắng đĩa sử dụng đĩa thả nha. Đó, như mọi người đang thấy ở đây. Đó. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ được update lên là cái đĩa thả này. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng, tại vì đĩa 6 ốc thì nó sẽ khiến cho cái đĩa của mình nó không được chuẩn. Khi mà mình thay thế hay là lắp đặt thì nó sẽ không chuẩn bằng so với lại là đĩa thả như này. Thứ hai là cái độ tiện lợi của nó, mở ra rất là nhanh, lắp vô cũng rất là nhanh. Rồi, thì với con xe này nó sẽ có cái đùm ceramic nha mọi người. Thì ở đây là đùm bạc đạn nha mọi người. Bạc đạn ở trong sẽ được sử dụng bạc đạn ceramic. Đó, ở ngoài thì sẽ bọc là bọc carbon nha. Còn bản chất cái vành này vẫn là sử dụng cái đùm nhôm. Rồi, thì cái R12 này nó sẽ có thêm một cái update mới, đó là phiên bản vành. Thì với cái phiên bản mới thì chúng ta sẽ có cái tem phản quang của Ridgeback. Thì nó sẽ thiết kế theo cái một cái xu hướng mới. Thì thường thì các cái với phiên bản cũ thì nó sẽ có một cái tem vòng ở đây. Tuy nhiên thì với phiên bản mới này thì nó sẽ chiếm một góc của cái vành này thôi. Với cái tem này cũng được phản quang luôn, cũng rất là đẹp. Vỏ thì chúng ta sẽ có vỏ của Continental Dashboard 700x25. Đó, bộ truyền động vẫn giữ nguyên nha mọi người. SRAM Rival điện. Đó. Hai đĩa 12 lít. Điện thì cái này bọn em nói cũng khá là nhiều rồi, thì ở đây em nói sơ thôi. Về thông số là răng là 46-33, phía sau là 12 lít sau nha mọi người. Khung sườn carbon, với con này thì full carbon rồi, rất là đẹp. Đó, tay lắc cũng của SRAM Rival luôn nè. Rồi chải heo dầu, full option của một cái bộ rúp SRAM Rival, kể cả cái phần đĩa này nha mọi người. Đĩa này cũng được sử dụng đĩa của SRAM luôn. Thì mẫu xe này em lên nhanh cho mọi người một xíu thôi, tại vì số lượng về cũng rất là có hạn. Hiện tại thì con này giảm chỉ còn 49.990.000. Bên em về hiện tại chỉ có đúng một chiếc duy nhất, size 48 nha mọi người. Size 48, màu đổi màu này. Màu sơn này thì bên em lên khá là nhiều video về cái màu này rồi. Phiên bản mới thì cái màu nó có vẻ như là ống ánh hơn một xíu nữa. Đó, như trên hình mọi người đang xem đó. Còn một cái thay đổi nữa đó là phần bô tan, phần ghi đông. Thì cái ghi đông của Twitter R12 này cũng được thay đổi luôn cái kết cấu như ngoại hình. Đây, thì thường cái phiên bản với phiên bản cũ thì cái phần bô tan này nó sẽ dài hơn, thiết kế nó khác. Còn với phiên bản mới này thì nhìn nó sẽ cân đối lại hơn một xíu ha. Dây đi âm nè, không có sợi dây nào lòi ra ngoài hết. Đó, đây là Twitter R12. Giá là 49.990.000 nha mọi người. Mọi người mà quan tâm hay là cần thêm thông tin, phương thức vận chuyển hay như thế nào đó thì có thể liên hệ vào số điện thoại em để bên dưới nha. Rồi, video ngày hôm nay thì thông báo sơ là Twitter R12 giảm giá. Anh chị nào mà cần tham khảo về dòng này thì liên hệ ngay với em nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp mọi người ở cái video lần sau.